Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại cái video tiếp theo của mình là anh Túc đây. Ai chưa đăng ký kênh mình thì đừng quên cho mình một nút like cũng như một nút đăng ký để không bỏ lỡ những cái video mới nhất từ mình. Ok chưa? Thì đến cái video hôm nay thì mình lại hướng dẫn cho anh em gọi là cờ làm miễn phí cái đồng gọi là Jack BL được chưa? Jack BNB được chưa? Thì được 2 triệu 500. Thì nói là miễn phí thì nó không phải, thì nó mất phí mạng, phí ga là rơi vào tầm mấy nghìn Việt Nam đồng thôi, được chưa? Thì cái kèo này là nó được dự tính là đến mùng 5 tháng 6 là nó lít sàn là ban ke số gấp, được chưa? Anh em có BNB thì cố gắng làm, còn anh em nào không có BNB thì cố gắng gọi là tìm B kiếm BNB để mình chơi. Những quả kèo này thì mình cũng không nên bỏ qua, được chưa? Thì cái này thì là làm trên máy tính thì nó dễ hơn, nhưng mà mình làm hướng dẫn cho anh em gọi là chi tiết làm trên gọi là vi chất trên chính cái điện thoại của anh em, được chưa? Video này thì anh em nhớ gọi là xem kỹ nha, vì app mình kiểu áp với con token này nên ví trước thì nên hơi khó, thì nhớ để ý xem kỹ video để mình áp như thế nào để cho anh em gọi là biết mà áp nha, không như dán như cái video như cái con đợt nọ, được chưa? Rồi, anh em kích vào đường link dưới phần mô tả nó ra cái giao diện như vậy, thì cũng như thường lệ anh em kích vào đây để sao chép cái đường link cho mình, được chưa? Kích vào đây đó, kích vào rồi nó hiện giao diện như vậy, thì anh em kích vào cái quyển vở cho mình để sao chép, được chưa? Đó, rồi anh em quay sang ví trước cho mình đầu ví trước đâu. Rồi, như các bạn thấy đây, mình là vừa cả làm được một phát rồi, được chưa? Đây, Jack BL đây. Thì anh em ấn phần đáp cho mình nha. Đáp. Rồi. Thì anh em kích vào cái phần này cho mình nha. À, anh em đâu? Anh em dán cái địa chỉ vừa nãy sao chép ấy cho mình, được chưa? Dán vào cho mình. Rồi, bắt đầu anh em đi tìm kiếm hoàn tất cho mình, được chưa? Thì nhớ là anh em chuyển đổi mạng BNB Smart Chain cho mình nha. Đó, thì hiện tại là mạng Ethereum Smart Chain cho mình. Ok, dạ, chờ làm một tí thôi. Giờ dạ, hiện tại là cái đồng này là đang là 600 bao nhiêu người đang holder cái đồng này, được chưa? Đang ôm cái đồng này, được chưa? Cái này thì nó mới mới ra thôi, anh em cố gắng chịu khó làm, được chưa? Bỏ ra ít một ít tiền. Đó, anh em có thể vuốt xuống, được chưa? Vuốt xuống nữa, các bạn có thể thấy là nó đang chạy đây. Đến giờ là nó sẽ nít ban cash cấp, nó cũng nói rõ, được chưa? Cụ thể luôn. Thì anh em có thể vuốt xuống. Đây mình hướng dẫn anh em đi tuyển đường luyện tuyển red luôn, được chưa? Đây, red được 50% cái thứ này. Anh em có thể tí nữa sao chép cái địa chỉ ví của cái thằng này này, thì Jack BL này thì dán vào đây và ấn get gọi là tuyển red này. Ấn vào đây xong bắt đầu copy để lấy cái đường link để tuyển red. Ok, không nói nhiều. Thì anh em ấn vào claim cho mình. Được ấn vào mấy cái này các bạn có thể share là được cộng 1 triệu này, share Twitter hay là Facebook này. Nhưng mà anh em ấn vào claim cho mình nha. Claim này là rao cho mình. Đó. Thì bắt đầu là nó hiện lên là xác nhận phí giao dịch, được chưa? Thì em có thể ấn vào chấp thuận cho mình, chấp thuận này, được chưa? Bắt đầu là nó sẽ gửi phí cho mình. Đây của mình là vừa cả làm được một phát rồi. Phát thứ hai là phí nó nhẹ hơn, được chưa? Ấn chấp thuận là nó không hiện ở ví đâu anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em áp cái gọi là cái token vào ví trước nha cho mình nha. Đây, cái tích ra thoát ra bên ngoài cho mình. Đó. Rồi anh em ấn vào phần ví cho mình nha. Rồi, nó không hiện như vậy đâu, anh em phải thoát ra hẳn như vậy. Rồi. Dán thì nó không hiện, được chưa? Em kích vào cái phần Smart Chain cho mình, cái phí giao dịch vừa nãy, được chưa? Rồi, vừa nãy là mình giao dịch này, là cái thằng đấy, được chưa? Jack BL, được chưa? Kích thẳng vào đây. Thì đây là con check của nó này. Đó, anh em có thể đi lên gọi là check cái con check này, được chưa? Anh em ấn vào sao chép cho mình. Rồi, chép cho mình. Rồi anh em lại thoát ra. Thoát ra lần nữa. Rồi ấn vào cái phần tìm kiếm này cho mình. Rồi dán con check vào, hiện tại dán con check vào nó không hiện vì cái này là đồng mới. Rồi em thấy là nó không tìm thấy tài sản nào, anh em ấy vào tự động thêm cái đồng tiền mã hóa, bây giờ ấn vào. Rồi anh em chuyển sang mạng lưới sang là mạng lưới gọi là BNB Smart Chain nha cho mình nha. Ấn ở đây này, nó hiện mạng lưới đi. Rồi các bạn ấn vào Smart Chain cho mình nha. Rồi, rồi các bạn sẽ dán địa chỉ hợp đồng và em sao chép cho mình ở cái đó. Rồi, tên thì các bạn sẽ ghi như vậy cho mình. Đó. Đâu rồi, đây, ghi là token Z BL token, được chưa? Thì ký hiệu thì các bạn là ZBL, được chưa? Z BL BLB, được chưa? Mình hay số phân thì các bạn ghi là không rồi nha. Không. Rồi. Rồi khi mà xong mấy cái bước này thì các bạn đấy làm xong thì nó sẽ hiện xuất hiện ở trong ví các bạn, bây giờ ấn vào làm xong thì mình. Rồi.
Đó, thì đang quay tít vậy rồi, các bạn có thể thấy là hai mình được 2 triệu cái đồng ZBL bây giờ, vậy là áp ví thành công. Còn những cái áp ví như nào rồi, hay là cái tên như nào, anh em có thể kích vào đường link dưới phần mô tả, mình cũng để hết ở đó cho anh em tiện, gọi là app, con app này, app token này như thế nào, chứ vào kia nó lâu mất thời gian rồi của anh em, được chưa? Mình biết mình sẽ dán hết vào đường link dưới phần mô tả, anh em thì cố gắng xem hết video thì biết được app như thế nào, chứ nói thì anh em không biết ở đâu, được chưa? Đó, dán thì anh em không biết được. Rồi kết thúc video để mình ra những cái video gọi là mấy cái video gọi là chơi token này nữa, cũng hay phết, được chưa? Để chào.